Ngày hôm nay tôi muốn cho các bạn chia sẻ một phương pháp đơn giản để có thể tạo lập bất kỳ một thói quen nào trong cuộc đời. Bằng việc luyện tập kỹ năng này trong vòng 7 ngày, bạn hoàn toàn có thể học tập bất kỳ điều gì. Ngày 1, hãy dậy sớm 30 phút. Khi nghe tiếng chuông, bật dậy, chạm chân xuống đường. Ngày thứ 2, nếu bạn đã hoàn thành ngày thứ nhất, dành ra 5 phút và viết xuống những điều quan trọng. Nếu bạn đã hoàn thành được 2 ngày, đó là điều vô cùng tuyệt vời. Tôi thấy rằng có rất nhiều người đã không hoàn thành được 2 bài tập đơn giản này. Đặt chuông sớm 30 phút, xuống vỉa đường và sau đó viết xuống những điều quan trọng trong ngày phải làm. Ngày thứ 3, hãy bắt đầu bằng việc 25 phút luyện tập. Bạn có thể thay đổi được cả thế giới này không? Tôi tin rằng rất khó, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi cơ thể của mình để có được nhiều năng lượng hơn, giúp bạn tiến về phía trước. 25 phút luyện tập, bạn hoàn toàn vẫn có thể không thay đổi thời gian, bởi vì bạn có 5 phút và 25 phút, bởi vì bạn đã dậy sớm 30 phút mỗi ngày rồi. Và ngày thứ 4 sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đó là chúng ta phá vỡ những thói quen cũ để cài đặt cho mình những thói quen mới. Hãy đến nơi làm việc hoặc nơi học tập của bạn trên một con đường mới, bằng một phương tiện mới, dừng ở những điểm dừng mới. Đây là một hành trình vô cùng thú vị. Tôi tin chắc bạn sẽ khám phá rất nhiều điều, nhưng ở ngày này bạn sẽ thấy mình bắt đầu có những sự sáng tạo để vượt qua những thói quen cũ. Ở ngày thứ 5 là ngày thách thức cực kỳ khó, đó là nỗi sợ. Chúng ta vượt qua nỗi sợ được giao tiếp với mọi người. Ở ngày thứ 5, chúng ta làm thêm bước 5, đó là tìm 5 người lạ của chúng ta, nhìn thẳng vào mắt họ cho đến khi họ bắt đầu nhìn bạn, mỉm cười, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Và tôi tin rằng đây là một khó khăn vô cùng. Ở ngày thứ 6, hãy tập cúi mình, tìm một người quen và một người lạ, hỏi mọi người về điều mà chúng ta đã làm. Hỏi họ về công việc của chúng ta, về cuộc sống của chúng ta, lắng nghe ý kiến của họ đóng góp cho chúng ta. Nếu bạn đã thành công ở ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6, thì ngày thứ 7 là một thách thức lớn hơn rất nhiều lần. Đó là bạn phải làm việc những công việc của 1, 2, 3, 4, 5, 6 và thêm một công việc ngày thứ 7. Đó là mời 5 người bạn đến nhà, tạo ra một bữa ăn, mời họ ăn bữa ăn của bạn, hỏi họ về câu chuyện cuộc sống của họ và lắng nghe. Chúng ta thấy rằng lắng nghe cũng là một kỹ năng cần phải luyện tập. Mời họ đến nhà của chúng ta là chủ nhà, thường chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta mời họ đến nhà của chúng ta lại lắng nghe họ, thì đó là một thách thức. Như vậy thách thức 1, 2, 3, 4, 5, đó là một hành trình trong một tuần. Và nếu bạn làm việc từng bước một như vậy, tôi tin chắc rằng cuộc sống của bạn sẽ tạo ra rất nhiều sự thay đổi. Bạn sẽ có những thói quen mới trong hành trình này. Bằng việc làm như vậy, thói quen dần dần sẽ biến thành một phản xạ làm dễ dàng đối với bạn.